FFA người ta nói đó là phân suất dự trữ dòng chảy động mạch vành, đó là tỷ số giữa lưu lượng máu tối đa cấp cho vùng cơ tim của động mạch vành bị hẹp so với cái lưu lượng tối đa cấp ở động mạch vành đó khi mà không bị tổn thương. Trong trường hợp mà giãn mạch tối đa thì cái lưu lượng này nó sẽ tương đương với cả áp lực đi qua chỗ mạch vành bị hẹp. Do đó mà trong trường hợp khi đo FFA thì người ta sẽ sử dụng các cái thuốc giãn mạch vành tối đa, và khi đó người ta sẽ đo giữa áp lực giữa đầu xa và đầu gần của tổn thương và người ta thu được cái giá trị của FFA. Để nói một cách tóm tắt thì với ngưỡng chẩn đoán của FFA chúng ta sẽ nhớ con số đó là 0,8. Đối với những trường hợp mà FFA dưới hoặc bằng 0,8 có nghĩa là tổn thương hẹp động mạch vành này chưa ảnh hưởng đến lưu lượng và chúng ta có thể điều trị nội khoa. Đối với những trường hợp mà FFA trên 0,8 có nghĩa là cái tổn thương hẹp động mạch vành này nó gây ảnh hưởng đến lưu lượng dòng chảy qua chỗ hẹp, và điều này có nghĩa là tổn thương hẹp này có gây thiếu máu cơ tim và chúng ta có chỉ định can thiệp ở những trường hợp này. Nhìn lại một chút nữa thì FFA chính là ước tính được mức độ hẹp qua tỷ lệ áp lực đầu xa, đó là PD, so với áp lực đầu gần là PA. Với áp lực đầu gần PA thì trong tim mạch can thiệp thì chúng ta sẽ đo áp lực đầu gần, chính là đo áp lực ở đầu guiding ở phía động mạch chủ, và áp lực đầu xa chính là áp lực đo được ở phía sau chỗ hẹp động mạch vành. Như vậy với cái tỷ số này thì chúng ta sẽ thu được giá trị của FFA dao động từ 0 đến 1. Nếu trên hình ảnh này chúng ta thấy ở phía màn hình bên tay trái ở phía trên thì chúng ta thấy đây là hình ảnh chụp động mạch vành, động mạch liên thất trước với mức độ tổn thương hẹp vừa ở đoạn 2 động mạch liên thất trước. Đây là trường hợp tổn thương mức độ vừa và các bác sĩ đã tiến hành là đưa dây dẫn đo áp lực để đánh giá tổn thương hẹp động mạch vành mức độ vừa này có gây thực sự gây thiếu máu cơ tim hay không. Thì trước tiên các bác sĩ sẽ để dây dẫn can thiệp với phía đầu gần của dây dẫn này là một dây dẫn đo áp lực đặc biệt, thì người ta sẽ đo được áp lực ở phía đầu gần của tổn thương, chính là hay còn gọi là áp lực ở phía động mạch chủ. Sau đó người ta đưa dây dẫn ra phía xa tổn thương và cái đầu áp lực này nó sẽ đo được áp lực ở phía xa của tổn thương, và từ đó người ta sẽ cho được cái giá trị FFA. Và ngưỡng chẩn đoán thì như đã nói trên, với FFA dưới hoặc bằng 0,8 thì tổn thương không liên quan đến tình trạng thiếu máu cơ tim, và FFA dưới hoặc bằng 0,8 thì là gây tổn thương thiếu máu cơ tim, và FFA trên 0,8 thì là không gây thiếu máu cơ tim. Sở dĩ tại sao chúng ta có cái giá trị FFA 0,8 như vậy, bởi vì thực ra thì đã qua rất nhiều nghiên cứu, người ta đã tổng kết khởi nguồn từ năm 1993 thì các tác giả người Hà Lan đã dùng các cái nghiên cứu để so sánh giữa các cái thăm dò đánh giá thiếu máu cơ tim bằng các phương pháp không xâm lấn và các cái phương pháp kinh điển, đó là test gắng sức hay chụp xạ hình thallium hay bằng siêu âm tim gắng sức. Thì người ta đưa ra cái mức cái ngưỡng chẩn đoán FFA 0,8 để đạt được cái độ mức độ chẩn đoán chính xác cao nhất, đạt trên 90%. Chúng ta nhìn lại các cái nghiên cứu về FFA thì chúng ta thấy rằng là từ năm 1993 thì là khởi nguồn của các cái nghiên cứu ra đời về FFA, và chúng ta thấy rằng là các cái nghiên cứu về phân suất dự trữ vành thì chiếm cái số lượng các cái bài báo và các nghiên cứu cao nhất, tới 1.000 các cái trên 1.000 bài báo, tính cho đến gần đây thì có tới 2-3.000 bài báo. Còn các cái chỉ số về thăm dò sinh lý động mạch vành khác, ví dụ như các cái chỉ số như GFFA hay HMA hay các cái chỉ số khác, thì các cái nghiên cứu nó chỉ mang tính chất nhỏ lẻ. Và hiện tại thì FFA người ta vẫn được coi là cái tiêu chuẩn vàng để đánh giá xem cái tổn thương hẹp động mạch vành có thực sự gây thiếu máu cơ tim hay không. Và chúng ta nhìn lại các cái nghiên cứu qua các cái mốc thời gian thì từ năm 1993 và hiện tại đến năm 2019, thì các cái nghiên cứu bản lề chúng ta có thể thấy là nghiên cứu DEFER, nghiên cứu FAME 123 và gần đây là các cái nghiên cứu khác dựa trên cả IFA. Đối với cái ca mà tôi đã nêu ở trên, thì khi người ta đưa dây dẫn đo FFA qua tổn thương thì trong trường hợp này người ta đo được FFA với giá trị là 0,58. Như vậy mặc dù hẹp động mạch liên thất trước ở đoạn 2 với mức độ vừa, nhưng tổn thương hẹp này thực sự ảnh hưởng tới lưu lượng dòng chảy qua chỗ hẹp với ngưỡng là dưới 0,8. Do vậy mà với tổn thương này mặc dù là hẹp vừa động mạch liên thất trước nhưng mà chúng ta vẫn có chỉ định can thiệp. Còn đối với trường hợp này cũng là một trường hợp mà hẹp vừa động mạch liên thất trước đoạn 2, nhưng khi chúng tôi tiến hành đo FFA
thì chúng ta có thể thấy giá trị của F3 ở đây là 0,89, có nghĩa là trên ngưỡng 0,8. Như vậy là đối với tổn thương này thì chúng ta không có chỉ định can thiệp và chúng ta có thể điều trị nội khoa trong những trường hợp này. Về các dây dẫn đo áp lực thì chúng ta có thể hình dung là dây dẫn đo áp lực hiện tại các cái hãng đều cố gắng thiết kế với cái dây dẫn áp lực với đường kính là 0,014 inch, có nghĩa là nó tương đương với các cái dây dẫn can thiệp mạch vành thông thường. Tuy nhiên là trong cái dây dẫn đo áp lực này nó có một thiết kế đặc biệt, đó là có cái đầu có thể cảm nhận áp lực. Các cái hãng hiện tại trên thế giới đang sản xuất ra các cái thiết bị dây dẫn đo áp lực khác nhau, có thể kể đến như là Abbott, St. Jude Medical hay Philips Volcano. Và gần đây thì có hãng Obsense của Canada và Boston thì hiện tại có Comet. Thì hiện tại tại viện tim mạch thì chúng tôi đang có hai hệ thống, đó là hệ thống của St. Jude Medical, đó là hệ thống đầu tiên, và gần tới đây thì hiện tại đang có một hệ thống mới hơn, đó là hệ thống của Boston, đó là Comet. Thì về cơ chế hoạt động thì nó cũng tương đồng như nhau. Khi chúng ta đo phân suất dự trữ vành thì một lưu ý, đây là một phương pháp xâm lấn, và để đo được chính xác cái lưu lượng có qua chỗ hẹp có thực sự bị ảnh hưởng thì chúng ta phải đảm bảo rằng cái hệ vi mạch phải được giãn tối đa, bởi vì chúng ta đo FFA chỉ là đánh giá được lưu lượng ở động mạch vành thượng tâm mạc, còn đối với hệ vi mạch thì người ta coi là trong trường hợp giãn mạch tối đa thì mới đo được chính xác. Thì đối với những trường hợp để làm giãn mạch tối đa thì các cái thuốc được sử dụng hay sử dụng nhất đó là adenosine, papaverine và nicurandine. Ngoài ra còn có các cái nghiên cứu, một số nghiên cứu ví dụ như người ta sử dụng FFA contrast, có nghĩa là sử dụng thuốc cản quang đánh giá FFA, hoặc một số thuốc ít dùng hơn như radicason. Nhưng mà hiện tại đối với các nghiên cứu về FFA thì adenosine, mà đặc biệt là sử dụng adenosine đường truyền tĩnh mạch liên tục, được coi là một tiêu chuẩn vàng để đánh giá FFA. Tuy nhiên khi sử dụng adenosine mà truyền tĩnh mạch liên tục thì cũng có một số các cái hạn chế trong thực hành lâm sàng, đó là FFA đo chính xác cái tình trạng giãn mạch được duy trì kéo dài tối ưu. Tuy nhiên thì adenosine chúng ta sẽ phải sử dụng một lượng tương đối lớn. Cái thứ hai là khi muốn truyền tĩnh mạch liên tục thì adenosine phải được đặt bơm tiêm điện liên tục và truyền vào đường tĩnh mạch lớn, và thường là người ta sử dụng tĩnh mạch đùi. Do đó mà đối với một cái phương pháp chẩn đoán mà thăm dò xâm lấn mà phải đặt một đường truyền tĩnh mạch lớn, truyền một lượng thuốc lớn, thì hiện tại chỉ được áp dụng trong các nghiên cứu. Còn hiện tại thì tại viện tim mạch thì chúng tôi sử dụng adenosine đường tiêm bơm trực tiếp vào động mạch vành, hoặc một số trường hợp chúng tôi đã sử dụng papaverine. Thì trong các cái thuốc gây giãn mạch, giãn vi mạch tối đa này thì adenosine thì cái tác dụng phụ hay gặp nhất đó là các cái block nhĩ thất thoáng qua, hoặc là trong khi dùng thuốc thì bệnh nhân có những cái triệu chứng ví dụ như hồi hộp chống ngực, hoặc có những bệnh nhân có cái cảm giác khó thở, nhưng các tác dụng này thường là các tác dụng phụ thoáng qua và ít gây nguy hiểm đến bệnh nhân. Sử dụng papaverine thì các cái nghiên cứu người ta cũng thống kê thấy có một tỷ lệ không lớn lắm, khoảng 0,5% là những trường hợp có thể gây xoắn đỉnh. Chúng tôi sử dụng khoảng độ 3-40 ca thì hiện tại có gặp một trường hợp xoắn đỉnh, nhưng mà bệnh nhân tự sau đó tự xóa và không phải can thiệp gì. Và qua các cái nghiên cứu thì chúng ta thấy rằng là đo phân suất dự trữ vành qua các nghiên cứu bản lề thì chúng ta đều thấy là cái tỷ lệ biến cố mà liên quan đến sử dụng đo FFA đều rất là thấp, loanh quanh khoảng từ 0,2-1%, và chủ yếu là liên quan đến việc là sử dụng dây dẫn đo áp lực, bởi vì cái dây dẫn này thực sự là nó cũng không được mềm mại như là các cái dây dẫn mà can thiệp mạch vành thông thường. Khi mà lái qua các cái tổn thương gập góc phức tạp và những cái tổn thương mà nhiều mảng xương vỡ mềm thì nó có thể gây lóc tách động mạch vành, thì đấy là cái biến cố hay gặp nhất, nhưng mà tỷ lệ nó cũng thấp, khoảng dưới 1%. Và đo phân suất dự trữ vành thì cũng đã được đưa ra các khuyến cáo ở Mỹ cũng như ở châu Âu từ năm 2011-2014. Thì năm 2011 thì ở Mỹ đã đưa ra khuyến cáo là đánh giá áp lực động mạch vành thông qua phân số dự trữ lưu lượng vành, được khuyến cáo sử dụng cho các thăm dò không xâm được khuyến cáo sử dụng cho các thăm dò nếu với những trường hợp mà tổn thương hẹp vừa từ 40-70%. Và 2014 thì khuyến cáo của Hội Tim Mạch Châu Âu cũng nói rằng là cần phải xác định xem là cái tổn thương mạch vành có gây thiếu máu cơ tim thực sự hay không dựa vào cái kết quả FFA. Uh,
Với cái vai trò của FFA như vậy, nhưng mà chúng ta nhìn tổng quan ở trên đây thì hiện tại cái mức độ sử dụng FFA để đánh giá các cái tổn thương mạch vành, đặc biệt là những cái tổn thương hẹp mạch vành ranh giới thì vẫn còn khá là ít. Như chúng ta thấy trên cái sơ đồ này, trên toàn thế giới, thống kê vào năm 2018 thì thấy rằng là ở những cái nước ở màu đỏ là tỷ lệ sử dụng FFA chỉ có dưới 6%, có nghĩa là đa số là các nước trong các cái thủ thuật thì tỷ lệ sử dụng rất là thấp, dưới 6%, và chỉ có một phần nhỏ các cái nước, đó nước màu xanh, là tỷ lệ sử dụng FFA trên 10%, và chủ yếu tập trung ở vùng Bắc Mỹ, đó là Mỹ. Ngoài ra thì có một số nước ở Bắc Âu, ví dụ như Thụy Điển, Phần Lan. Thì trong vấn đề cập nhật về phân suất dự trữ vành hôm nay thì chúng tôi sẽ xin đề cập đến mấy điểm chính ạ. Đó là vai trò của FFA hiện nay trong bệnh động mạch vành mãn tính. Thứ hai là FFA trong hội chứng mạch vành cấp. Thứ ba là FFA trong đánh giá tổn thương nhiều nhánh động mạch vành. Thứ tư là FFA giúp đánh giá kết quả sau can thiệp. Và thứ năm là FFA có một số các cái phương pháp khác có thể thay thế hiện tại đang được nghiên cứu để thay cho FFA xâm lấn. Thì như chúng ta đã biết thì ở trong tổn thương động mạch vành mãn, bệnh mạch vành mãn tính, thì các cái nghiên cứu bản lề, ví dụ như là nghiên cứu DEFER theo dõi từ 5 đến 15 năm, các nghiên cứu phase 1, phase 2 thì đã đều chỉ ra là đối với những trường hợp mà tổn thương động mạch vành hẹp mức độ vừa, nếu FFA âm tính, có nghĩa là những cái tổn thương hẹp này nó không gây thiếu máu cơ tim mà chúng ta lại mang ra can thiệp, thì cái tỷ lệ biến cố lại còn cao hơn. Còn những nhóm bệnh nhân mà có hẹp động mạch vành mà FFA dương tính mà chúng ta can thiệp thì tỷ lệ biến cố giảm hẳn. Như vậy là FFA giúp chúng ta xác định thực sự được là động mạch vành nào là động mạch vành gây thiếu máu cơ tim thực sự, đặc biệt ở những động mạch vành ổn định. Và đây là quan điểm điều trị mới nhất vào năm 2017 đưa ra do một tác giả rất nổi tiếng ở Mỹ. Thì chúng ta thấy trên cái cây lâm sàng này, đối với hiện tại chúng ta đang nói về bệnh mạch vành ổn định, thì đối với những trường hợp mà hẹp vừa, có nghĩa là dưới 70%, thì người ta sẽ cân nhắc để đánh giá bằng FFA. Đối với những trường hợp FFA dưới hoặc bằng 0,8 thì chúng ta sẽ có chỉ định PCI, đó là can thiệp. Đối với những trường hợp FFA lớn hơn 0,8 thì chúng ta chỉ định điều trị nội khoa. Còn ở những bệnh mạch vành ổn định, khi chúng ta chụp mạch vành lên với những tổn thương mạch vành hẹp mức độ nhiều, đó là trên 70%, thì nếu mà trên 90% hẹp động mạch vành trên hình ảnh, thì chúng ta, các nghiên cứu đương nhiên người ta coi đấy, trường hợp đấy FFA dương tính, có nghĩa đương nhiên trường hợp đấy là tổn thương gây thiếu máu cơ tim thực sự, và chúng ta không cần phải làm FFA. Và trong thực hành lâm sàng thì đối với những trường hợp tổn thương mà hẹp trên 90% thì lái dây dẫn mà có đầu đo áp lực cũng là một khó khăn. Đối với trường hợp hẹp 70-90% thì người ta vẫn có một số các tác giả vẫn quan điểm là vẫn đo FFA, bởi vì trong trường hợp này thì có những cái tỷ lệ tổn thương mặc dù trên hình ảnh mình nhìn hẹp nhiều nhưng vẫn có thể không phải là động mạch gây thiếu máu cơ tim thực sự. Trong hội chứng động mạch vành cấp thì sao? Hiện tại trong hội chứng động mạch vành cấp thì các tác giả tập trung chủ yếu vào mảng hội chứng vành cấp là nhồi máu cơ tim có ST chênh lên. Vì sao như vậy? Đối với những trường hợp nhồi máu cơ tim có ST chênh lên thì người ta thấy rằng là 40-60% các trường hợp tổn thương nhồi máu cơ tim có ST chênh lên thì ngoài cái động mạch vành thủ phạm là động mạch vành bị tắc cấp tính thì còn các cái động mạch vành khác có hẹp. Nhưng vai trò của những động mạch vành hẹp còn lại như thế nào, khi nào chúng ta cần can thiệp, và những cái động mạch vành không thủ phạm đó có thực sự gây thiếu máu cơ tim hay không, thì hiện tại xu hướng của các tác giả trên thế giới cũng tập trung để đánh giá các cái tổn thương mạch vành không thủ phạm này dựa trên FFA. Các động mạch vành không thủ phạm này nó cũng có một vai trò quan trọng là nó giúp cho tiên lượng bệnh nhân, bởi vì càng nhiều tổn thương mạch vành không thủ phạm thì tỷ lệ tử vong của bệnh nhân càng cao. Và qua các nghiên cứu PRIMI, CAPRICA, DYNAMIBA, PRIMANTI thì chúng ta đều thu được cái kết quả, đó là đối với những trường hợp mà đánh giá tổn thương động mạch vành không thủ phạm dựa trên FFA để can thiệp nhiều nhánh động mạch vành trong nhiều máu cơ tim cấp có ST chênh lên thì dựa trên FFA thì tỷ lệ biến cố thấp hơn và cải thiện tiên lượng cho bệnh nhân. Đánh giá trong tổn thương nhiều nhánh động mạch vành thì chúng ta thấy rằng là ở tổn thương nhiều nhánh động mạch vành thì chúng ta thấy có một tỷ lệ mismatch, có nghĩa là không tương xứng giữa hình ảnh chụp mạch và hình ảnh hẹp chức năng.
Có nghĩa chúng ta thấy dao động là từ 7 tới 16% là gì? Những cái trường hợp hẹp mạch vành nhìn tưởng là mức độ hẹp ít đến vừa thì FFR lại dương tính. Hoặc có một tỷ lệ màu xanh đây là những trường hợp mà nhìn tưởng hẹp nhiều nhưng thực sự lại không gây thiếu máu cơ tim. Và nếu mà dựa vào FFR thì khi chúng ta chụp lên hình ảnh bệnh nhân tổn thương ba thân động mạch vành thì người ta có thể gửi bệnh nhân đi mổ bắt cầu nối chụp vành. Nhưng khi nếu mà dựa vào FFR đo cả ba nhánh động mạch vành thì cái tỷ lệ này thay đổi. Chiến lược có thể là ba nhánh động mạch vành hẹp trên angio, nhưng khi chúng ta đo FFR thì tỷ lệ có thể giảm xuống còn là chỉ là tổn thương hai nhánh mạch vành gây thiếu máu cơ tim thực sự, còn là một nhánh, và khi đó cái tỷ lệ chiến lược thay đổi có thể tới 30% số ca. Một vấn đề nữa chúng tôi muốn nêu ra đó là đánh giá FFR sau can thiệp. Thì xu hướng hiện nay một số các cái nghiên cứu người ta cũng nhấn mạnh về đánh giá FFR sau can thiệp. Nôm na là gì? Đối với những trường hợp mà tổn thương dưới 0,8 có chỉ định can thiệp, người ta sẽ đặt stent, sau đó người ta đo cái phân suất dự trữ vành sau can thiệp sau khi đã đặt stent. Thì các cái ngưỡng của FFR sau can thiệp chúng ta nhìn dao động, nhưng thường chúng ta lấy trên 0,8 và đa phần là các nghiên cứu lấy trên 0,9. Thì trong nghiên cứu FFR research thì chúng ta thấy rằng là có tới 19,8%, có gần 20% là những cái ca người ta can thiệp, người ta nhìn hình ảnh rất đẹp rồi nhưng mà thực ra FFR lại chưa tối ưu, có nghĩa là FFR vẫn có biểu hiện thiếu máu cơ tim. Dù FFR có là 0,8, 0,81 đến 0,85, 0,85 đến 0,9 hay trên 0,9 thì cái tỷ lệ biến cố nó cũng khác nhau. Đối với những trường hợp mà FA trên 0,9 thì tỷ lệ biến cố là thấp nhất, trong khi những trường hợp mà sau khi can thiệp FA dù trên 0,8 hay là trên 0,8 một chút thì tỷ lệ biến cố nó vẫn cao hơn. Và tóm tắt cái phần này là 20% số ca can thiệp xong mình thấy hình ảnh tổn thương sau khi